Qua kiểm tra 18 trường đại học cao đẳng trên cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tước quyền tự xác định chỉ tiêu năm 2014 của 4 trường. Cụ thể, đó là trường Đại học Thăng Long, Đại học Công đoàn, Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Nhiều Trung ương. Nguyên nhân là do cả 4 trường này đều đăng ký chỉ tiêu vượt trên 30% trở lên so với năng lực thực tế của đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với cá nhân tập thể có liên quan trong việc xác định sai chỉ tiêu ngoài bốn trường bị tức quyền xác định chỉ tiêu bộ giáo dục và đào tạo cũng có văn bản nhắc nhở đối với các trường hợp vi phạm việc tự xác định chỉ tiêu ở mức độ nhẹ